Hi, Thái xin chào buổi sáng cả nhà nhé. Thì cả nhà thân mến, sáng nay thì mấy anh em Thái tiếp tục ra video sinh tồn đi xuống đó, sinh tồn gửi đến cả nhà không. Thì địa điểm mấy em Thái hôm nay đi, đây cái chúng nắm mối vừa anh Bình. Địa điểm hôm nay mấy em Thái sẽ làm video đó là gần cái hồ chứa nước của lỗ ăn của tỉnh Phú Yên nhé mọi người. Thì nơi đây có một cái con suối có rất là nhiều cá mà hôm trước Thái cùng với mọi người đã khám phá. Thì bây giờ mấy anh em Thái đang trên con đường là đi vô đây rồi. Hôm nay thì mấy anh em Thái có đem theo lưới gạo để quấn lứa và sinh tồn cùng với cả nhà không? Đây, thì anh Bình đang đi trước nè, trên tay cầm lưới nè. Ở trong này mát hơn ông ơi, ra ngoài kia hơi nắng. Thầy cá không? Thầy cá ăn móng không? Xuống coi cá không? Được, đẹp, đẹp ghê mọi người ơi. Wow, coi cây bồ đề nè mọi người. Nó đẹp cực kỳ luôn. Dáng to. Giá là thương, ngủ mắt. Quá đẹp. Con, coi cá không? Cá nước, cá này, cá thiệt to, xong lấy lưới to, bự có bự á. Wow, cá to. Cá phi to. Đâu đâu. Đây là con cá cái ấy. Đây là kiếm. Đọc kiếm gì ông? Đi đúng con cá này gì? Cá lao kiếm á, cá dòng hồ ấy. Cá dòng hồ á. Hả? Con hồ mỏ nó bự lắm. Hả? Quế này đây hả? Kìa kìa, coi nhìn kìa, kìa. Nhìn đang móng kìa. Một cái không à. Đi qua kia thôi. Đi ở đâu? Lên suối thôi kìa hả? Suối, suối theo dọc này xuống. Quấn lưới, à quấn lưới theo đường này xuống nè. Hả? Lậu xuống đây quấn. À. Có đồ đây. Có đồ đây. Rồi thì bây giờ mấy anh em Thái sẽ bỏ đồ đây ha. Lát nữa nếu có cá thì vô chỗ nào ngồi anh Bình. Hả? Nó đang được. À, nó mát mát rồi chứ. Kìa kìa, trên kia có một cái chỗ thiệt đẹp kìa. Chưa, yeah, không? Ở đây thấy cũng mắt bà cố thôi mà. Chút nữa nó nắng nữa nha. Rồi thì bây giờ mấy anh em Thái đã có mặt cái vị trí mà để thả lưới đánh bắt cá sinh tồn ngày hôm nay cùng với cả nhà không? Cái suối này là rất là đẹp mọi người ạ. Và cá cũng rất là nhiều, cá rô phi, cá lao kiếm rất là nhiều luôn mọi người ạ. Và thật là mọi người thấy không ạ, nước ở đây là không có sâu, tầm khoảng ở đây cá dòng hồ. Cái dòng hồ nó ở tự nhiên ăn được chứ. Đứng tới lưng quần nước thôi mình thôi. Bây giờ Thái sẽ cùng với anh Bình xuống bên lưới ha. Tôi cũng xuống luôn chứ. Xuống vậy. Cậu đâu ra chứ, xuống ướt hết quay cho khác chứ quay nó cẩu mà quay. Ốc lại. Lấy bự xương lại. Ốc hút hả? À. Ở đây ốc hút rất là nhiều mọi người. Ốc kéo. Ốc kéo. Rồi thì bây giờ mấy anh em mình thả lưới nha mọi người. Con cá dòng hồ nó chạy quần quần ở đây. Đây đi kênh không ở đâu không biết. Biết mà suối mà chẳng bằng. Đi đánh lưới mà mang đâu dày kìa mọi người. Không bình. Để tôi lại đằng kia thử có cá không. Thì bây giờ Thái sẽ đi vào đây ha. Ồ, ở đây củi khô rất là nhiều mọi người ạ. Sao? Không thấy nè. Rồi thì bây giờ anh Bình sẽ bắt đầu giăng lưới nhé mọi người. Wow, cá mọi người ơi, cá rất là nhiều luôn. Thái sẽ cùng với mọi người nhảy qua cái đây nè. Wow, cá không biết cá gì ăn móng mà rất là nhiều. Wow, cá rô phi. Wow, wow. Đấy, mọi người thấy cá rất là nhiều không? Nó không chìm, nó nấu, nó không chìm.
Ôi, cá rô phi trong trong đá này anh Bình. Cá rất là nhiều mọi người ạ. Bính dọc dọc theo tới bờ rau muống kia nè. Đây. Còn cá gì mà nó cứ ăn móng dưới hòn đá đây rất là nhiều luôn. Có hồ cá rút phi không? Đây cả nhà, mình đã quấn tới đây rồi. Thả lưới tới đây rồi nè. Lát nữa thì mấy anh em Thái sẽ vô xuống mò cá không? Chẳng mò ốc luôn. Ở đây ốc hút rất là nhiều. Và sẵn tiện là đập cho cá nó ra không? Wow, cá. Rồi, dính một con rồi anh Bình ơi. Dính một con cá lao kiến rồi. Cá lao kiến quá trời luôn. Đấy đi, lưới dính một con rồi. Xem nó có dính không. Ồ, chưa dính, chưa dính. Ồ, tấm lưới dài dài thế nhỉ. Ôi, cá rô phi này. Chạy cá đòn luôn nè mọi người à. Lão đánh dọc qua đây lại. Đây này, đánh vô đây này, cá rô phi ở trong đây nhiều này. À. Chắc hôm nay là một cái ngày sinh tồn bội thu rồi mọi người thấy cá nó bơi không? Đấy, thấy không? Chắc là nắng nó chói thì không rõ lắm. Cá rất là nhiều. Nước cạn không? Wow, nước mát cực kỳ à. Quá đã luôn. Tắm lưỡi quên hết cái suối. Ồ, nước mát không anh Bình? Đứng bình thường thì thấy cá nhiều mà xuống rồi, thấy cá nữa nước đục không? Tống hết rồi cho nó. Ôi, chả thấy. Không có cá đâu, wow. Cá nó mà thoát khỏi cái lưới này hết không? Rồi, dính rồi. Dính một em rồi. Mất tiêu rồi. Ủa sao đâu mất không? Nó thấy tung lưới mà. Wow, dính ké đâu mọi người ơi. Hai con luôn. Cái lưới hả? Cái lưới hả? Lưới nhất hạn. Wow, ngon ngại. Con ké đây là không ngộ là lưới xuyên hả? Wow. Cái lưới đây là không ngộ là nhất hạn luôn. Ồ, ké mọi người ơi. To. Đẹp sáng luôn hả? Đẹp sáng luôn hả? Ý. Bây giờ mấy anh em mình thăm lưới nè mọi người. Nãy giờ là mới thả mà dính quá trời luôn. Cả lưới này nhức hẳn. Ây cha trời, cái gì chuông dính dưới đây hòn đá. Hòn đá hả? Mộng đi, kiếm xuống đá. Thấy chưa? Ồ, cái lưới.
Vô. Thấy này, thấy chưa? Ồ. Trúng mắt nó. Thấy cái lưới đã chưa? Tụi cái lưới. Trời. Cái lưới là sao to như thằng. Nhưng nắp nó nắp nắp nó nắp. Đi vậy. Cái lưới là khá khá to à. Cái lưới khá to. Nó to như thằng. Trời ơi, con gì mình. Đây nó này. Ồ. Thấy chưa? Trời wow, trông ngon thế. Cái lưới nó mà, cái lưới của nhà lưới mà. Thấy chưa? Ôi dính. Wow. Cái lưới mà. Đúng như cái lưới. Đồ cái lưới ngon đồ phi nhiều. Wow, để trúng rồi, trúng rồi. Lấy cái bình để đựng cá cho. Cho thử nói là một cái chiến sinh tồn bòi thu đâu cả nhà ơi. Lưới này là. Thấy chưa? Wow, cá chọc chọc. Ô. Cái lưới. Chúi cái lưới như thế. Quá trời cá luôn. Cái này mà kêu không khác, giật lưới chưa? Đây, chính rồi nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Ây dô, to, một cái lao kiếm. Đâu, 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 được, một cái lao kiếm này. Cái kiếm này chính lưới hư lưới. Nó có ngạnh á. Ồ, nó có ngạnh, ồ. Ba ngạnh luôn. Ba ngạnh luôn. Đấy, cái lưới bự quá. Ồ. Vô, cái đây. Giờ thăm lên luôn hả? Đợi đi, mình giờ gió lên. Cái gì nữa? Trời ơi, một bay luôn, ấy vô. Nó dính một bay luôn đi. Rồi, từ từ tôi qua, qua chứ. Dính chết đi, đùng gối luôn lắm, cha nậu ơi. Ây vô, hư lưới hết rồi. Hư lưới sao? Ông lậu đâu tổng vậy, lậu tổng dính lưới á. Ôi, nhỉ bóng ơi. Trời ơi, nhỉ xuống dính đi được. Ồ, kéo lao kiếm nè mọi người. Ôi, kéo lao kiếm, kéo lao kiếm. Cá thì gỡ luôn lắm, trời trời nó chạy bóng ở trên, cá thì gỡ lắm. Đây đây đây. Đây nha, kéo lao kiếm này. Đâu 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 đâu. Nó chạy chỗ kia nó dính chỗ nọ. Đây, kéo lao kiếm này mọi người. Wow, nó to. Vậy tao dính đi nữa này. Vậy là ăn móng vậy tầm 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 tầm. Tầm tầm là trong đây này. Trong cái bãi kéo ra bớt ơi. Bớt cả lưới đồ bớt ơi. Wow. Má bà dính. Đồ, má cá đều dính. Gỡ lưới, cắt lưới hết chứ. Wow, có thể nói là một chuyến sinh tồn đầy bội thu mọi người ơi. Hôm nay mấy anh em mình thả lưới rất là nhiều cá luôn. Đây cả nhà, cá lao kiếm này ha. Wow, nó to mà chắc thịt cực kỳ luôn. Ấy, ôi, hôm nay là một chuyến sinh tồn bội thu rồi. Ở chỗ Thái là gọi con này là con cá dọn hồ. Chỗ mọi người thì thường thường gọi là con cá lao kiếm không? Đâu đâu. Đây dính một con nữa mọi người. Nó đây, rất ở đây rất là nhiều luôn. Chụp lên kia nha. Chụp lên đây. Đâu. Cái gì đâu được rồi nha. Ồ, dính mắt luôn, mắc luôn. Nó bắt ở trên kéo lưới này thì bớt ở trên dính để trong này dính dùng độ tưởng cá tơ. Ồ, dính đầy lưới luôn mọi người ơi. Giờ đây nó dính quá dính đây dính. Rồi cho đến đậu này nó dính đầy lưới luôn đấy. Đậu nó có đậu hư lưới hết. Ồ, cái lưới nhiều ngon ngon anh Bình. Cái lưới nhiều là nhiều ngon lắm. Ở ngoài kia bắt là người ta gọi là cá mương không? Đâu, cá mương là cá tính. Cá mương, cá tính. Ôi trời. Ồ, nước mát á. Cá mương, cá tính. Kéo bỏ lại bớt ở trong này bà dính. Bà dính quá dính. À. Hừ hừ nước á. Thì tôi tư tư tư. Bà dính nửa dưới này nè. Bà nhảy móng ở đâu trong đó. Nó ở trong hòn đá, trong hốc đá nhiều lắm. Kéo. Rồi, được rồi. Cá mương là cá tính. Dính cái dính cá mương thì và dính cá lưới thì phái, nhưng mà dính những con cá lao kiếm dính những con cá lao kiếm không có hấp dẫn chút nào mọi người ạ. Mặc dù thịt nó nhiều nhưng mà nó phá rất rất lưới hết không, mọi người thấy trong cái tảng đá này nó ăn móng rất là nhiều luôn. Cá lưới, con cá lưới được đúng rồi. Lâu rồi bớt. Nậu bảy với mày nhảy bóng tuyển cá trôi cho ông nậu. Đâu, ông đi trước đi. Đỡ đồ đó đi. Dính gì nữa? Cái lưới. Ồ, mới lấy ra dính con cái lưới nữa mọi người. Coi nó sảy á. Chỉ gì nó sảy. Đồ nó lấu đi giờ nó dùng. Mà cố đây. Mà kéo qua mình đây cái gì nó dùng. Mà đi. Wow, đồ rồng đá dưới suối này rất là trơn luôn hả? Mình bữa nay mang gì mà thấy được cái chứ? Đâu? Đâu? Đâu?
rô phi, rô phi, rô phi. Rô phi ấm, ấm chặt nha. Rồi, bây giờ lại lấy mì bóng à. Rồi đi gỡ. Rồi cả nhà, anh Bình sẽ đi lên lấy bì bóng để bắt đầu mấy anh em thái sẽ bắt đầu gỡ cá một lượt nhé mọi người. Cá suối này rất là nhiều luôn. Sao mà chạy đung đung mà coi cá cá. Thấy cá nó dính vào sò. Nãy cá được nhiều rồi giờ mất cái hoa. Ôi giời ơi. Ôi. Nghe chưa? Quá tuyệt vời. Rồi trưa nay có có mồi để nướng rồi mọi người ạ. Đây, đây cả nhà. Quá tuyệt vời. Coi tôi vừa đi mà cầm máy quay mà vừa cầm cá nó tròn phát. Tôi vừa chọc máy quay rồi chọc cá nha. Là mất hết á. Cáo được ra. Dính cái út lum này. Đấy. Bình sẽ đi trước nha cả nhà. Wow. Sấy nè. Hả? Phải, nước rách. Nước rách hả? Cả lùm, còn nó dính đâu. Ai vua, sao nó chả. Đây, tiếp tục dính. Một con nữa nè. Wow, đây. Wow. Một con cá lưới và một con cá rô phi mọi người ơi. Con nhảy và rô phi dính nước. Wow. Bây giờ là cá lưới nhanh luôn. Trời bá luôn kìa. Cá lưới nhanh kìa. Wow, nó to không? Ở đây để bây cầm không cầm được. Cầm suối đá này nó trượt nó quên cái máy quay đi là thôi xong á. Đấy mọi người thấy cá rất là nhiều không? Thấy cá lưới thấy cá được nhiều hơn quá. Hồi đi không có cá ăn muối không, giờ có cá không chịu bác không. Được. Đi bài. Cá mập không? Lưới mập gơ mập không? Nách luôn. Chớ nước ít thì nước nhiều nặng. Nó sống chưa? Ôi chỗ đây chìm lưới hết rồi. Chìm lưới hết. Ôi, trời. Wow, coi nè, nha. Bữa nay lên đây suối, nhiều suối này cá mình nuôi không? Ngay chỗ đây là dính gần như là 3 con á mọi người. 3 con. Ở đằng đây là 2 con, 3 con, 5 con và đằng kia nữa nè. Chắc từ đây tới chỗ tấm lưới sẽ tầm 1 ký cá đấy. Bông. Một ký giữa cha. Ủa ký rưỡi vậy nha. Một ký rưỡi ha. Rất là vui mọi người ạ. Đi lên suối thả lưới sinh tồn như thế này có thể nói là có một cái gì đó nó hơi chiêu chiêu, nó rất là vui luôn. Ở thành phố thì mọi người chắc có lẽ là rất là thích cái khung cảnh này của mấy anh em mình đúng không? Có thể nói là rất là đã luôn. Đấy, bờ suối đây dọc vô trong kia này. Đấy, không, gì dính nữa rồi mọi người ơi. Cá dày đặc luôn ấy. Cái lưới đây to cho hơn bên. Con nào cũng nấy có trứng lắm này à chứ. Đúng không? Đây gọi là tay làm hàm nhai này. Vừa làm mà vừa ngậm cái bịch bóng đựng cá không. Wow, cá này anh Bình.
Ôi, con rô phi đây to ha. Ôi, ké quá trời ké luôn á. Bữa nay đi trúng mánh đúng không? Đi bài. Wow, tuyệt vời quá cả nhà ơi. Anh em mình đi gỡ lưới mà hấp dẫn, càng đi càng dính cá. Hồi chút mấy cá nào kiếm mình thả nó hay không? Cá đây nhiều quá mà. Nhục hết thì cho đỡ gì. Nhục hết. Vừa kéo lưới vô thì bớt, nó dùng quá dùng thì dính. Ủa ưng. Ôi, tấm lưới này lưới một lỡ chứ đúng không? Hai lưới hai. Một lỡ chứ, một lỡ dính cá ở đây ngon nè. Tấm lưới mà lưới ba, bốn, hồi nãy mình đem tấm lưới tám chắc lẽ là không dính con nào luôn á. Wow, nó ăn móng. Ăn bóng lên, ăn móng nước bập 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 bập. Wow, cá cả nhà ơi. Một bịch bóng nè, coi nè, xem nè. Wow, tuyệt vời. Lát nữa chúng ta mấy anh em Thái sẽ lên nướng cùng với cả nhà ha. Bây giờ sẽ đi thăm tiếp không? Dính tiếp mọi người ơi. Wow, dính cá bự là ghê mọi người ơi. Ôi, cái lưới bự chà bá luôn. Đã. Wow, cá này béo lắm không? Cái thứ này nước hàng nhà bạn đậu dưới mình thì hầu nhiều lắm mà này nó bị mất hết thôi. Trầm quá trầm khét hết. Con trứng chục con. Wow, cá. Cái này trứng rất nông như cái con ốc vậy. Cá rất là to luôn. Cái này nông như ốc vậy tha. Dạ. Đấy, con là trứng nè. Ồ, ngon không? Lúc nãy mình không đem chút dầu ăn lên mình chiên ha. Dạ, mình chiên không ngon cha. Nướng hả? Cái này nướng như kho tộ. Chín được cả nhà ơi. Cái này nướng kho tộ vậy cho cái này mình chiên vậy. Nó càng đi thăm lưới thì càng hấp dẫn. Phía trên kia nữa nè mọi người. Dính dày lưới luôn. Chắc 1,5 kg cá. Sợ 2 kg không lo. 2 kg có mọi người à. Rất là nhiều nè. Đấy. Thấy chưa? Ôi. Dính quá trời luôn. Còn dưới kia nữa này, suối đây nó dọc theo lúc dưới vậy. Dùng lưới nó dính chặt. Wow, nguyên một bì bóng. Rất là nặng luôn. Wow, đây anh Bình ơi. Thấy rồi. Cái thì giờ nấu lẩu rồi chứ. Đem xuống thành phố thì qua bán. Ôi ngon thế, trời ơi tuyệt vời mọi người. Cái này nấu lẩu cũng nhất hẳn đã. Mẹ nó gì. Wow, cá xuống này cá nhiều thiệt không? Ghê nhiều. Đấy, còn cả 20 mét phao nữa mọi người.
tiểu trà cá. Wow, cá mọi người, nguyên một bì bóng luôn, tuyệt vời chưa? Bị ăn nhầm gì? Phục bì ăn nhầm gì? Nhiều lắm. Đấy, dính tiếp này mọi người, hả? Wow. Đúng là mì Tây làm hàm nhai này. Đấy, vừa gờ cá vừa ngậm lưới, ngậm bì bóng đựng cá này. Wow. Con này chắc con nào còn có trứng trong này hết á. Bụng đá hứa mà. Bụng nó chứa trứng không không? Sướng. Thích thật không mọi người? Bình định gờ cá lên chưa? Gờ cá lên chưa? Chưa đâu không? Đúng không? Có gỡ chưa? Bình nói là sợ không có, đợi ghế mới gỡ mọi người ạ. Ở trong rồi muốn đây, cá ra, cái lấu này dính cũng nhiều lắm ha. Muốn cái phi ra lúi ở đâu có trống. Lúi ở sát đất ha. Rồi, thì bây giờ mấy người thái xỉa lên trên này ha. Thôi, sao đi vô trong đó làm gì vậy? Ồ, ồ, tung lưới kìa. Tung lưới. Ồ, nó chạy tung lưới kìa. Đây, dính đây. Wow, con cá lúi cái bụng nó cá trứng đã ghê anh Bình ơi. Con nào cũng cá trứng hết. À, anh Bình giờ đang đuổi cá mọi người ạ. Đuổi cho trong rau muống nó chạy ra ha. Tuyệt vời chưa? À, đánh cá xong là về giục luôn văng luôn đầu dày nha. Bây giờ thăm bên đây lại hả? Bây giờ sẽ thăm bên đây lại. Đấy, cái rô phi này. Đuổi rô phi nó chạy ra dính lên chưa? Đây, cái rô phi đây cả nhà. Cá không có cá ăn rồi xương. Cá đi xuống không? Có cá phụ canh. Ôi. Ở đây cả mấy viên đá rất là to, sắc bén lắm mọi người, đi dưới suối là rất là nguy hiểm, trượt chân một phát là có thể nói là giục luôn ở máy bay. Đây. Mới thấy tao mà chạy qua mình dính đó. Ôi, quá nhiều cá luôn. Cá rô phi đây sạch nè. Cá rô phi mà ở dưới suối sạch lắm cả nha. Bình gỡ ớn lên liền gì. Bịch cá luôn. Đã đòn luôn. Tuyệt vời. Có thể nói là có gì đó rất là hấp dẫn. Cá này là chắc có lẽ chút nữa đem về cho ăn gì hết cha. Hả? Ăn gì hết như vậy? Hai người mà ăn gì hết? Ăn không hết nổi đâu. Sáng thì Thái có đem một lon gạo mọi người ạ.
thì tính lên đây nướng cá nấu cơm ăn cùng với cả nhà không. Lát nữa thì nếu có nấu cơm thì nấu, mà không nấu cơm thì nướng cá không, thưởng thức không. Cá nhiều quá mọi người ạ. Đây cả nhà, mới thả lưới xong thì mấy anh em thấy thăm thì được dính được nhiêu đây này cả nhà. Wow, có thể nói là nó hấp dẫn và cực kỳ ngon luôn. Anh bên đây chắc hơn nửa ký chứ? Hơn nửa ký á. Rất ngon. Đi vào. Bây giờ mấy anh em Thái sẽ lên tàu lửa và bắt đầu nướng cá nhé mọi người. Rồi, thì bây giờ mấy anh em mình sẽ nướng cá ngay chỗ đây luôn nhé mọi người. Bây giờ chỗ đây thì không có chỗ nào để ngồi thưởng thức. Thì anh Bình đang tìm củi này. Rừng này nó bùa hết, không có củi không à? Hay, hay, rút mấy cái lá cây này. Dưới đây cả mấy con. Mấy củi nè. Đây. Ôi. Đây. Đây cả nhà. Đấy, đóng củi rồi đấy. Kiếm một chút bùn nhùi. Giờ thay cho tìm một ít là khô ha. Xung quanh đây là khô rất là nhiều. Đấy. Rồi bây giờ anh Bình đang chặt cà. Cái tê để chút nữa chú mấy đi. Nhất chặt tê như dì gái. Nhất chặt tê như dì gái hả? Tao thấy chặt tê cũng khó như dì gái. Rồi bây giờ nhiệm vụ anh Bình là chặt tê để xuyên cá không? Còn Thái là tạo lửa không? Đây, bì cá nè mọi người. Wow. Wow, cháy rồi cả nhà ơi. Tuyệt vời. Đây xốp ở đâu nhiều vậy ta? Bỏ xốp rồi chứ. Hả? Bỏ xốp rồi chứ. Những miếng xốp đây ở đâu mà nước có trôi ra sao ta? Nước mùa mưa lên tới đây nè. Đây cả nhà, cá lau kiếm này. Wow. Rất là nhiều nhé mọi người. Lúc nãy là mình với anh Bình này bắt ba bốn con nhưng mà văng lên bờ ấy. Nó lóc ra mất hết. Đấy, anh Bình giờ đang mất hết lóc ra nhiều quá nhiều không? Nhiều quá nhiều. Không, cá lau kiếm thịt lát nữa thì Thái sẽ nướng con này để thưởng thức cùng với mọi người nhé. Còn một số cá đây thì để xiên về nướng không? Năng khỏi nấu cơm hay không? Cá à. Nhiều mà khỏi nấu cơm hay. Thì anh cũng không đâu, bữa nay cá không. Anh Bình nói hồi bữa hai anh em Thái có lên cái rừng nhiệt đới ở trên núi á mọi người ạ, trên rừng sâu á, thì mấy anh em Thái cũng đã thả lưới bắt cá nhưng mà không có cá cái tập phim mà sống sót trong rừng nhiệt đới tập 1 và tập 2 đấy. Thì thả lưới mà không có cá mà cái vực rất là nguy hiểm. Thì hôm nay Thái cùng với anh Bình đi gần với cái hồ chứa nước của lỗ ăn của tỉnh Phú Yên. Thì hơn sao là cá rất là nhiều. May mắn là trải nghiệm sinh tồn nướng cá đem lại thức phim hấp dẫn cùng với cả nhà nhé. Nếu cả nhà thấy video này hay, hãy cho Thái xin một like, chia sẻ và đặc biệt đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với hai anh em Thái những chuyến hành trình tiếp theo nhé mọi người. Rồi thì bây giờ anh Bình đang
giót tre để xiên cá nướng nhé. Mọi người hãy xem hết video để trải nghiệm cùng với anh em Thái nhé mọi người. Đây cả nhà, thì bây giờ Thái sẽ nướng con cá lau kiếng này trước không? Xiên ve nhé mọi người. Đấy, như vậy đấy ha, ngon chưa, quá tuyệt vời ha. Rồi bây giờ nướng nha mọi người. Ồ, hấp dẫn chưa? Cá đó dễ nhiều vậy, nướng mà dễ, hỏi nướng dễ cho nó ngon. Không nó cá dễ nhiều lắm. Ừ, cá đây dễ nhiều. Nồi gió gì nồi cái tên nướng gì vậy? Đau luôn á. Rồi thì bây giờ mình sẽ mình chặt cái hai làm hai ra. Chí sao? Cháy không? Con cá to cho cái to, cái nhỏ cho cái nhỏ. Ừ. Sáng có đem theo 2 xì rượu. Lát nữa thì nuôi cá xong sẽ thưởng thức cùng với rượu nhé mọi người. Wow, hấp dẫn chưa?